Cái này mình sao cho nó ráo luôn hay sao? Dạ đúng rồi, cho nó khô luôn à. Nó khô luôn. Như cái món, nếu mà giống món mặn, giống món hến, hến, hến súp bánh đa của mình. Giống kiểu hến, hến súp bánh đa ha. Dạ đúng rồi. Thơm quá. Giờ mình cứ sao vậy cho nó sệt lại thôi ha. Dạ, cho nó sệt, cho nó khô lại ha. Thơm quá ha. Cái này một phần luôn Duy hả? Dạ, đúng rồi, cái này là một phần. Đầu bếp trẻ khéo tay chưa có người yêu nha quý vị. Quý vị coi làm mai làm mối cho anh đầu bếp này luôn nha. Cái hướng này đứng nó ngược sáng quý vị ơi. Quay không có rõ mà. Đâu không sao, không sao. Thơm quá ha. Ít dầu thơm vô. Wow. Công đoạn này hấp dẫn nè. Thơm quá. Rồi ra món luôn. Chà, có khi đầu thơm vô nó vị nó khác liền quý vị. Quá thơm. Quá bắt mắt luôn. Nấm súp bánh đa. Xin chào quý vị và các bạn. Bác rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay sẽ là một cái video phải nói là rất là nhiều những cái điều mà Xuân Bắc muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đầu tiên là mình vừa mới nhận được một cái tin rất là vui. Một cô khán giả coi trên kênh của mình rất là thường xuyên từ những ngày đầu mình mà mình lập kênh. Và cô cũng biết là mong muốn của Xuân Bắc là muốn làm những cái video thiện nguyện chia sẻ tới cộng đồng. Những cái thông điệp, những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thì ngày hôm qua cô có gọi cho mình và cô có gửi về kênh của mình là 200 đô. Cô từ Mỹ cô gửi về 200 đô. Thì cô chia sẻ với mình là cô mong muốn là kênh của mình dùng số tiền này để thực hiện những cái video thiện nguyện theo như cái mong muốn của Xuân Bắc ấp ủ bao lâu nay quý vị và các bạn. Phải nói là khi mà nghe cô nói như vậy thì mình rất là vui và rất là xúc động. Những cái video, những cái điều tâm sự của mình khi mà chia sẻ lên kênh thì cô cũng xem và cô cũng mong muốn mình thực hiện cái những cái video như vậy để mà chia sẻ tới cộng đồng. Thì một điều rất là vui nữa quý vị các bạn. Nhân đây thì Sumac con cũng gửi lời cảm ơn cô đã xem video của con từ những ngày mà kênh mới thành lập, và cô cũng gửi một chút tấm lòng của mình tới kênh của con để con có thêm động lực thực hiện những cái video thiện nguyện. Thì sắp tới con sẽ triển khai, thì mong cô sẽ đón xem nhé. Điều thứ hai thì hôm nay Xuân Bắc sẽ chia sẻ tới quý vị các bạn cái câu chuyện của một quán chay rất là đặc biệt, về một đôi vợ chồng trẻ học y dược. Hai anh chị học y dược mà lại quyết định mở quán chay theo như cái nguyện vọng của người mẹ đã mất của mình. Thì cái câu chuyện cũng rất là hay. Cô lúc mà cô còn sinh thời thì cô ấp ủ muốn mở một quán chay để gieo duyên cho một người ăn chay. Thì lúc đó thì hai anh chị cũng đang học dược, và điều biến cố không may xảy đến cho gia đình thì cô không còn nữa, và hai anh chị tiếp tục cái mong muốn, ước mơ của cô và mở quán chay bán để gieo duyên cho một người ăn chay. Hiện tại thì Xuân Bắc đang có mặt ở địa chỉ số 6 đường Thăng Long. Khu vực này là thuộc phường 4 quận Tân Bình, ngay khu vực ra sân bay Tân Sơn Nhất nha quý vị các bạn nha. Quý cô chú anh chị nếu mà có đi sân bay Tân Sơn Nhất muốn thưởng thức đồ chay thì ghé vô đây để thưởng thức trải nghiệm. Mình thấy thì những món chay ở đây anh chị nấu cũng cực kỳ là chất lượng và hấp dẫn luôn nha quý vị các bạn nha.
Ở đây thì hai anh chị còn có nấu cả cơm chay văn phòng này, cơm chay chế biến nóng này, và có nhận đặt tiệc chay luôn nha quý vị các bạn nha. Rồi bây giờ thì Xuân Bắc mời quý vị và các bạn cùng mình tiến qua quán cơm chay Thiên An. Quán ngày hôm nay mình ghé là quán cơm chay Thiên An, ẩm thực chay. Mình đã có mặt ngay phía trước không gian quán rồi. Thì một vài những cái điều tâm sự nãy giờ Xuân Bắc chia sẻ tới quý vị các bạn hơi dài chút xíu. Thì cũng mong là những cái video sắp tới Xuân Bắc triển khai về nội dung thiện nguyện, có thể là mình sẽ lập một kênh mới chuyên quay về những cái hoạt động thiện nguyện của kênh. Khi mà Xuân Bắc nhận những cái phần tiền của các cô chú ủng hộ và nhận cái tiền YouTube trên kênh của mình quay về đồ chay này, và mình sẽ trích ra, mình sẽ quay những cái video thiện nguyện, thì mình có thể là Xuân Bắc sẽ quay và đăng song song lên hai kênh luôn, kênh Food Travel Media và một cái kênh mới chuyên về thiện nguyện của mình. Thì khi nào mà kênh chính thức thành lập và triển khai, mình Xuân Bắc sẽ thông báo tới quý cô chú anh chị. Cũng mong là mọi người sẽ vào kênh xem và ủng hộ cho mình để cái kênh ngày càng phát triển, và Xuân Bắc sẽ làm được nhiều cái video thiện nguyện hơn về những cái chuyến xe không đồng nha quý vị các bạn nha. Rồi mời cô chú anh chị và cả nhà mình theo Xuân Bắc qua quán Thiên An ẩm thực chay, cùng thưởng thức đồ chay và khám phá cái câu chuyện của cặp đôi vợ chồng trẻ học dược mà lại mở quán chay bán là như thế nào nha. Rồi mình sẽ đi qua luôn nha quý vị ơi. Cái này là cơm gì anh? Dạ, cơm chiên gạo lứt. Cơm chiên gạo lứt hả? Dạ đúng rồi. Cái này mình đang làm đơn cho app hả? Dạ đúng rồi, bên em đang làm đơn cho app Grab với lại Shopee. À. Cái này là mấy phần anh ha? Dạ cũng bên em một phần của em. Một phần? Dạ đúng rồi. Đây có cơm trắng, cơm gạo lứt. Cơm trắng, cơm gạo lứt. Với lại hạt dương châu á. À, dạ. Sắc hành lựu hả? Dạ đúng rồi, sắc hạt lựu. Chà, mừng quá. Cái này là anh bếp đang làm cho app nha quý vị các bạn nha. Anh trai tên gì nhỉ? Dạ tên Duy. Duy hả? Dạ. À. Rồi xem anh Duy đang làm món này như thế nào nha quý vị ha. Cái nguyên liệu của nó là đủ chưa? Dạ đủ rồi. Đủ rồi ha. Tụi em có nêm thêm một chút gia vị với lại dầu hào nữa. Có xíu dầu hào nữa ha. Dạ đúng rồi, xíu dầu hào. Cái này là cho nó ráo ráo, cho nó ráo cơm. Dạ đúng rồi, cho nó ráo hạt cơm. Thơm quá. Cơm trắng bên đây tụi em xài cơm chiên chứ không phải là xài cơm ăn bình thường. À, chứ không phải trắng đơn thuần ha. Dạ đúng rồi. Chiên lên. Để chiên đúng rồi. À. Chị Duy nấu chay được lâu chưa ta? Dạ nấu cũng hơn một năm rồi. À, một năm. Làm ở quán đẹp trai quá thơm quá. Ủa anh làm cái vlog lâu chưa? À mình làm cái này cũng gần 2 năm rồi. Năm. Cái kênh này á, cái kênh đồ chay này cũng gần 2 năm rồi. Xong rồi, xong chưa? Bỏ hạt nổ rồi. À giống như cái đó cơm giòn nữa ha. Dạ đúng rồi, giòn á, cách ăn vô giòn giòn cho nó giòn giòn như trắng vô tay cũng được. Rồi thơm quá, ra món luôn. Rồi coi này, coi bạn làm sao nhá, thơm quá. Rồi bốc khói nghi ngút luôn. Bán mang đi cho em. Cơm chiên cá mặn đó. Đây cái khu vực bếp của quán nha quý vị các bạn nha. Phải nói là cái khuôn viên quán giống như kiểu bếp chay của nhà hàng vậy quý vị các bạn. Rất là gọn gàng luôn. Rồi cơm chiên cá mặn ha. Rồi ngó qua bên đây luôn nha quý vị các bạn nha. Anh trai chủ quán đang làm cái món
nấm bào ngư chiên xù cho khách này. Đây là nguyên một cái chảo nấm bào ngư luôn quý vị. Bắt đầu chiên nè. Đây thì mình lăn qua bột ướt rồi lăn bột xù. Anh trai cho mọi người biết tên nữa ha. Mình tên gì ạ? Em tên Đoàn. Đoàn hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, đẹp trai giống Hàn Quốc quá. Đấy, rồi coi anh làm cái món này cho khách chút xíu nha, rồi mình trò chuyện với anh sau nha. Mình lăn qua cái bột chiên giòn ha. Thơm quá. Cái phần sốt đó là không, cái này là bột thôi, bột à. mình pha ra, nhưng mà cái hương của bột gạo thì nó vẫn sẽ thơm. Chà, hấp dẫn quá ha. Rồi mình coi qua cái chảo chiên chút xíu nha. Trời ơi giòn rụt. Xèo xèo quý vị. Cái này mình chiên chiên mộc mạc như thế này hay sao anh? Dạ đúng rồi, chiên này rồi vì khách sẽ ăn với lại sốt hoặc là tương ớt. Sốt với tương ớt thôi ha. Dạ, đúng rồi. Thơm quá. Một phần như thế này thì giá sao Đoàn ha? Phần này thì tụi em bán hiện tại đang là 45. 45 ngàn. 45 là ở trên F. Thơm quá. Còn ăn đại quán thì sao? Ăn đại quán phần này là 40 ạ. 40. Dạ, chiên giòn luôn ha. Dạ đúng rồi, chiên giòn. Tại vì nó có cái lớp bột xù á. Ăn sẽ rất là giòn. Menu quán mình khoảng bao nhiêu món hả? Menu quán này đều khoảng chừng bốn mấy. Bốn mấy món. Bốn mấy 50 món. 6-7 món hả? 6-70 món hả? 6-70 món. Nói chung là ở đây thì tụi em dùng chủ yếu là rau củ tươi. Không dùng đồ đông lạnh, không thực phẩm đông lạnh. Không chất điều vị. Định hướng của quán thì đi tới healthy. Nên tất cả đây dùng nấm tươi và rau củ tươi là nấm đạt. Tươi, cái rau củ tươi hết ha. Dạ đúng rồi. Thơm quá. Món này hấp dẫn ha. Cái chảo nấm nó đang làm gì? Cái này là nấm xào. Nấm xào. Cái này là nấm bào ngư. Nấm bào ngư xé ra rồi luộc. Luộc xong rồi mình sẽ xào thao. Cái này gọi là thao. Thao lửa để cho nó xào qua ha. Cho nó khô lại. Cho khi mà nó khô lại á thì nấm này sẽ giòn hơn rất là nhiều so với nấm khi mà mình tươi rồi mình luộc qua. Đó. Giống như là bản chất của cái nấm này á, lúc mà nó khô đi á, nó sẽ rất là giòn. Nó như là mình chiên vậy á, nhưng mà ở đây thì tụi em không dùng dầu, cái này chỉ có thao qua lửa và ga bình thường thôi. Thao qua lửa thôi. Đúng rồi. Nói chung mình thao sơ qua cho nó xanh cái nấm lại ha. Đúng rồi. Nó ráo nước á, ráo nước khô nấm lại. Thì nấm rất là giòn. Cái nấm này ăn rất là ngọt luôn á. Bào ngư sáng. Bào ngư sáng. Và cũng là chủ đạo của quán luôn. Chủ yếu là dùng nấm bào ngư sáng. Chủ yếu là dùng nấm bào ngư sáng luôn. Ồ, hay quá, nguyên liệu chính quý ơi. Tất cả các món đều có. Mỗi một quán sẽ có một cái bí quyết, cái công thức riêng ha. Rất là hay nha quý vị các bạn. Để xem là anh chủ quán đẹp trai anh Đoàn sẽ làm cái món này như thế nào ha. Cái món này đơn giản thôi, nói vậy chứ chiên xong rồi xong rồi. Chà, cái màu nấm khi mà chiên này nó vàng quá ha. Cho ráo dầu ha. Dạ đúng rồi, phải để cho ráo dầu. Ở đây thì chỉ có món chiên thì mình sử dụng dầu thôi. Còn tất cả món kho, món xào đều xào bằng nước lèo và kho bằng nước lèo hết. Xào và kho nước lèo, không dầu mỡ. Dạ đúng rồi. Không dùng dầu. Chế dầu mỡ nhất có thể. Chiên thì bắt buộc phải có xíu dầu rồi. Rồi sẵn anh Đoàn giới thiệu cho mọi người biết cái giờ giấc quán mình mở cửa như thế nào ha. Quán em mở cửa từ 7:30 sáng, 7:30 sáng tới 2:00 chiều và nghỉ 2 tiếng tới 4:00 mình bán lại tới 8:30. Trong tháng mình có nghỉ ngày nào không ta? Dạ không, tháng không nghỉ ngày nào hết. Không nghỉ ngày nào hết ha. Bán suốt ha. Quán mình mở ở đây được lâu chưa anh Đoàn ha? Tụi em hoạt động thì cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Nhưng mà hồi trước thì ở bên khu sân bay Yên Thế mới trở về đây được khoảng hơn tháng rồi. Mới giờ về đây khoảng hơn tháng, hồi trước là bên Yên Thế ha. Chà, giờ về đây cái là kênh có duyên với quán mình lên ha. Chà, anh rất đẹp trai ha, chị nhà cũng rất dễ thương nữa quý vị các bạn. Hai vợ chồng trẻ học dược mà lại mở quán chay, nhà hàng chay để gieo duyên cho một người ăn chay. Rất là hay nha quý vị các bạn ha.
Còn cái câu chuyện á thì như anh chia sẻ với mình cũng rất là hay luôn. Chút xíu Somat sẽ tiết lộ với quý vị các bạn nha. Đó, cái này vẫn đang sao riu riu cho nó xanh cái nấm lại là quý vị. Thơm quá. Ba phần cơm văn phòng luôn. Wow. À, đơn trên app. Cái này giao về đâu anh? Dạ không, cái này trên app nó không ghi địa chỉ cả. App tới lấy. Thì tụi em tất cả các món đều khách tới rồi mình mới chế biến. Nó sẽ mất thời gian khá là lâu. Như là một cái phần cơm văn phòng này là như thế nào anh cho quay lại tí xíu ạ. Cơm này thì gồm hai món kho, một món xào và một phần canh. Canh kèm theo cơm. Đây và cơm cái này thì tụi em nấu theo ngày. Nấu theo ngày. 2 tuần không lặp lại món. À, dạ đúng rồi. 2 tuần không lặp lại món. Coi như là món thay đổi liên tục ha. Thay đổi hàng ngày. Hay quá. Chỉ có cơm văn phòng là tụi em nấu sẵn thôi. Cái này là bắt buộc phải nấu sẵn. Không tiết kiệm được. Trời ơi, một cái phần cơm văn phòng phải nói là rất là chất lượng quý vị các bạn ha, sạch sẽ luôn, gọn gàng luôn. Cơm gạo lứt thực dưỡng. Dạ đúng rồi, cũng y chang món ăn của cơm văn phòng nhưng mà đổi thành cơm gạo lứt, trộn hạt. Thơm quá. Trà áp nhiều quá ha. Cái này món gì chị gái? Dạ, cái này là bún Thái à. Bún Thái. Trà. Để giao cho app nha quý vị. Một lúc chơi ba chảo đi. Lúc chơi ba chảo luôn đúng rồi. Chà, quay lại một cái phần cơm văn phòng chia sẻ với quý vị nha. Ở đây thì theo như anh Đoàn chia sẻ với mình á, là cơm văn phòng làm sẵn và nấu sẵn cho khách như thế này. Bán một buổi trưa cũng vài chục phần thôi, bán hết thôi nha quý vị các bạn. Chiều là làm phần khác và bán vào giấc chiều. Đó. Và món cơm văn phòng thì cũng thay đổi thường xuyên theo ngày nha. Ở đây thì cái tiêu chuẩn là cơm này, canh này, đồ kho này, đồ xào. Đó. Một cái phần cơm rất là chất lượng như thế này quý vị các bạn. Và ở đây thì những cái đơn áp liên tục như thế này này. Hết nhiêu đây là thôi nha. Xuân mắc tưởng là hết rồi lại làm thêm nhưng mà không phải. Hết chỉ bán cái giấc trưa là nấu và phục vụ cho mọi người vào cái giấc trưa như thế này thôi. Hết là ngưng. Và chiều là bán cái phần riêng quý vị các bạn. Rất là hấp dẫn ha. À, đơn nổ liên tục này. Đây là những cái phần bún này. Em là bà xã của anh Đoàn hả? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Trúc ạ. Trúc hả? Dạ. Hai vợ chồng mở quán chay giao duyên cho mọi người ăn chay ha. Cả hai vợ chồng đều học dược hết quý vị các bạn. Rất là hay ha. Một phần bún Huế cho khách quý vị các bạn. Cái này thì cái này là hai phần. À hai cái phần. Cái nấu nước ra xong còn ngoài này bốc nhân. À dạ đúng rồi. Nhân thì có đậu hũ chả, nấm kim châm và nấm bào ngư vừa nãy em có giới thiệu qua đó, nấm bào ngư xào vừa nãy. Đây. Xào qua khi đó. Khi mà xào qua thì nó sẽ như thế này. Đúng rồi, nó ráo và nó sẽ rất là giòn. Cho vào trong bún Huế luôn. Dạ đúng rồi. Bún Huế là sẽ có nhân như vậy. Một phần bún Huế thì bán như thế nào? Dạ 40 ạ. 40 anh ạ. Đúng rồi. Dạ, dẫn nha. Cái cà nước dùng này, nước lèo của món bún Huế đó, thơm quá. Ở đây thì mình thấy những cái tô nguyên liệu như là giá này, rồi tương ớt này, đó, nấm này. Còn topping thì trên này có chả, có đậu hũ ha.
cũng rất là gọn gàng và ngăn nắp quý vị các bạn. Hết nấm kim châm rồi chị ơi. Giờ này là giờ của app ha. Dạ đúng rồi, app liên tục à. Khu bên này thì dân văn phòng á, văn phòng thì thường thường mọi người sẽ ra xong 12 giờ. Khu này khu sân bay mà quý vị các bạn, khu dân văn phòng nhiều. Cho nên mọi người ăn sẽ hơi trễ, bây giờ mới có 11 giờ trưa thôi. Rồi tiếp tục mình vào mình xem bạn trai đầu bếp chế biến những món gì cho khách tiếp theo này quý vị. Đậu bắp luộc kho quẹt. Hủ tiếu xào. À. Chà, nhìn đậu bắp đã hả quý vị ha. Cái này đậu bắp luộc chấm kho quẹt hay chấm chao gì cũng ngon hết quý vị các bạn. À. Cái phần này là phần hủ tiếu xào. Sốt giống mì xào giòn đó. Giống mì xào giòn ha. Súp tóc tiên hả? À. Chà, cái không gian bếp rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ luôn quý vị các bạn. Bóng loáng à. Đó. Phải nói là quy mô không thua gì nhà hàng đâu quý vị các bạn ha. Chờ xíu đậu bắp nó chín ha. Thơm quá. Cho chín sẽ cho bột luôn. Cho xíu bột năng ha. Xíu bột năng cho nó sệt. Nó sệt lại. Rồi xong cái phần sốt. Hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào. Và món luộc. Thơm quá. Đây là cái nguyên liệu chính của quán chay ở đây nha quý vị các bạn ha. Đó, nấm bồng ngư. Cái này đã xào ráo hết rồi. Và nó thơm hơn. Đậu bắp. Thơm quá ha. Hai phần luôn. À một phần. Chà vừa đủ một phần luôn. Thơm quá. Cà chen súp đã không? Xíu tiêu. Đó, dầu mè. Thơm quá. Rồi. Món gì tiếp theo? Đậu hũ sả ớt. Dầu hào vô. Xíu sả ha. Chà hấp dẫn nha quý vị các bạn. Ồ. Cho ít sả tế cho nó thơm nó nồng nồng tí ha. Cay cay tí. Rồi xíu nước dùng vô. Xíu tương ớt nữa. Xíu tương ớt nữa. Cái nguyên liệu là đủ chưa? Nguyên liệu gia vị đủ hết rồi hả? Đúng rồi, nguyên liệu đủ hết. À. Giờ để cho nó ráo, nó sắc lại xuống. Cho nó thấm vô cái miếng đậu là xong.
bạn trai đầu bếp nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương quý vị ha. Biết có người yêu chưa, đẹp trai quá trời. Chưa có người yêu hả? Trong bếp suốt rồi. Trong bếp suốt là chưa có người yêu. Chắc lên kênh đăng tìm bạn gái luôn quá. Làm mai mối cho luôn. Làm mai mối cho luôn. Biết đâu được, lại hú duyên sao? Bạn nào thấy anh đầu bếp dễ thương cái tới anh thử cái kết món ăn cái là thành đôi thôi. Rồi xem bạn làm món này như thế nào nha, thơm quá. Này khô nước cho nó kẹo cái sốt lại ha. Dạ đúng rồi. Rồi xong. Rồi ra món luôn. Chà thơm quá. Xèo xèo. Nó có cái sả tế với ớt á, nó hơi nồng tí. Thơm. Sặc luôn nè quý vị. Thơm quá. Chà món này ăn với cơm trắng ha. Ăn với cơm. Hết bài luôn. Hao cơm. Nó hao cơm. Thơm quá. Chà món này món gì đây? Dạ đây là món nấm súc. Nấm súc bánh đa. Nấm súc bánh đa. Dạ. À. Bên em làm có nấm súc với lại đậu hũ tụi em bầm nhỏ ra. À. Với lại thêm một ít sa tế vô cho nó cay cay. Cho nó cay cay ha. Nấm súc bánh đa quý vị các bạn. Nguyên liệu này đủ chưa ta? Sôi liền luôn. Hấp dẫn nha quý vị các bạn. Cái này mình sao cho nó ráo luôn hay sao? Dạ đúng rồi, cho nó khô luôn à. Nó khô luôn. Như cái món, nếu mà giống món mặn, giống món hến, hến, hến súp bánh đa của mình. Giống kiểu hến, hến súp bánh đa ha. Dạ đúng rồi. Món này cũng lâu Xoay Mắt không có review chia sẻ với các bạn món súp bánh đa này ha. Mà hình như là cũng chưa quay á. Để hôm nay mình ăn thử món này xem như thế nào nha quý vị các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ ăn thử. Mình thấy món nào là mà lâu ngày mình không quay á thì mình sẽ ăn, mình chia sẻ tới quý vị các bạn xem là như thế nào ha. Thơm quá. Giờ mình cứ sao vậy cho nó sệt lại thôi ha. Cho nó khô lại ha. Thơm quá ha. Cái này một phần luôn Duy Hà. Dạ, đúng rồi, cái này là một phần. Đầu bếp trẻ khéo tay chưa có người yêu nha quý vị. Quý vị coi làm mai làm mối cho anh đầu bếp này luôn nha. Cái hướng này đứng nó ngược sáng quý vị à. Quay không có rõ mà. Đâu không sao, không sao. Không rồi, vào bên này anh làm dính thôi này. Được rồi, được, không sao. Để đổi bên, nha. Đổi bên. Trời, nó không có ráo rồi. Thơm quá hả? Ít dầu thơm vô. Ít dầu thơm vô. Wow. Công đoạn này hấp dẫn nè. Thơm quá. Rồi ra món luôn. Chà, có khi đầu thơm vô nó vị nó khác liền quý vị. Quá thơm. Quá bắt mắt luôn. Nấm súp bánh đa. Rồi, thêm một ít đậu phộng tiếp. Ồ, chắc là bánh đa mình bánh tráng mình cho lên đây luôn ha. Đúng rồi, phải trả lên đang nướng á. À. Đang nướng. À có đơn mới nướng luôn. Bánh tráng là sống rồi tới đâu mình nướng tới đó. À chứ không có bánh tráng sẵn.
đều ưu tiên là tới đâu mới làm tới đó. À, à hay quá, chờ chút xíu quý vị, đang nướng bên trang. À, cho món lúc nào nó cũng nóng sốt ha. Bánh bánh tráng mà mới nướng ăn nó ngon quý vị các bạn, trà đã. Đây, mới lấy ra lò luôn. Đây là bánh tráng mới nướng. Trà. Đang còn dẻo luôn á. Đúng rồi, nóng mới đang còn dẻo. Chờ xíu nó giòn á. Chà, cái bánh cũng đẹp ha. Rồi giòn rồi. Mới nướng nóng nó chưa có giòn quý vị. Nghe thấy là giờ là giòn rồi đó. Đúng rồi, nghe rốt rốt là giòn rồi. Ồ, hấp dẫn quá. Bánh súp panda. Rồi, ba chảo lên lên khúc luôn quý vị các bạn. Làm liên tục luôn. Đơn liên tục luôn. Cái món này món gì Duy ơi? Dạ, cái này bún Huế. Bún Huế. À. Mình cứ nấu từng phần vậy luôn ha. Hay quá. Còn cái phần này? Cái này phở. Phở. Đó. Khách vào order hoặc là khách đặt qua app từng phần là nấu từng phần luôn quý vị nha. Và bên này là cái chảo cơm chiên cá mặn. Mấy phần? 4 phần. 4 phần luôn. Wow. Quá nhiều cơm luôn quý vị. Nguyên liệu đủ chưa? Dạ đủ rồi. À, món có bỏ cho phần. Hình như có rong biển hay gì nè. Dạ, không? Cái này cá mặn, cá mặn. À, cá mặn. Cá mặn tụi em cắt sợi giống sợi, cắt sợi. Cá mặn là trên nó có rong biển đó. Dạ. Ở trên có rong biển đó, cá mặn đó. Thơm quá. Giờ mình đang sóc đều cho nó khô cơm và nó đều cái hạt cơm ha. Dạ đúng rồi. Cho nó khô ráo rồi. Khô ráo. Thơm quá. Chà, công chúa của hai vợ chồng tới giờ ngủ khóc in nội trong trong kia. Dễ thương quá, dễ thương quý vị. Rồi, cơm giòn. Sóc đều lên lại. Sóc cho nó đều. Đầy chảo luôn, 4 phần mà quý vị. Nhiều. Rồi, ra món luôn. Bạn Duy đầu bếp cũng rất là khéo tay ha. Hôm nay là quán mình mọi người cũng nghỉ một vài người rồi ha. Dạ đúng rồi. Bạn nghỉ phép. À nghỉ phép. Dạ. Thơm quá. Cho nên là nãy giờ làm run tay luôn ha. Có một mình. À, ngoài này là cái khu vực decor món nha quý vị các bạn nha. À, chị gái đang decor những cái phần cơm cho khách này. Ở đây thì cơm bên phòng hay là những cái món nóng như thế này đều là khách order gọi món bắt đầu quán mới làm. Chế biến nóng nha quý vị các bạn nha. Rất là ấn tượng. Rồi chị đang cho chảo bông lên. Đây một cái phần cơm chiên cá mặn. Rất là hấp dẫn luôn. Xíu tiêu nữa chị ha. Món gì tiếp theo Duy ơi? Đậu hũ kho chả. Đậu hũ kho chả. Bún gà. Rồi cho chút xíu cà rốt ha. Rau cải, cải thảo. Bên kia là đậu hũ kho chả. Cho nấm xào. Nấm xào. Đậu hũ với chả. Đậu hũ với chả. Bún gạo xào. Cho xíu gia vị vô. Gia vị vô. Hạt nêm chay. Với lại nó cái bún gạo hơi vàng vàng. À. Nghệ ha. Nghệ tươi. Đảo đều. Đảo đều lên.
quá thơm. Đó, một mình bạn Duy là làm là ba chảo một lúc luôn quý vị các bạn. Rất ấn tượng ha. Một bạn đầu bếp trẻ, khéo tay, làm nhanh tay. Đó, tuyệt vời quý vị. Duy là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Em 24 tuổi. 24 tuổi à? Ồ, trẻ ha. Sao uống rượu à? Để hỏi tuổi là tuổi người yêu chứ. Là bỏ bớt nước. À. Thơm quá. Bỏ bún vô mà. Rồi, bún vô. Sốt gạo đây. Vậy là xong ha. Dạ đúng rồi. Gạo là xong ha. Ừ. Thơm quá. Rồi đó là phần súp hả? Dạ đúng rồi, súp. Súp nóng đông cô đúng không? Rồi ra phần bún gạo luôn. Ui thơm. Cái màu nghệ nó vàng vàng ha. Thơm quá, nó thơm cái vị nghệ nữa. Quá thơm luôn. Làm không kịp luôn quý vị. Đó, không có thời gian để cho mình quay được. Mấy anh áp đang ngồi lấy đơn này. Rất ấn tượng. Rồi đây là cái tô bún riêu của mình nha quý vị các bạn nha. Đó, anh Đoàn vừa mới làm xong cho mình này. Phải nói là một cái tô bún riêu rất là chất lượng quý vị các bạn thấy không? Wow, cái tô cũng rất là lớn ha. Trên này là cái phần riêu này quý vị. Đó, cái phần riêu ha. Phải nói là ở đây hai anh chị nấu món chay rất là hấp dẫn và cũng được rất là khách hàng ở đây tới ăn rất là ưa thích. Đặc biệt là cái nguyên liệu chính của quán chay ở đây á, bếp chay Thiên An, là cái nấm bào ngư chiên này quý vị các bạn. Bào ngư sao khô á, sao khô chứ không phải chiên nha. Đó, đây là nguyên liệu chính, món nào cũng có quý vị các bạn. Rất là hay. Và ở trên là có rau ngò gai này. Thơm phức luôn. Đó. Đồ hũ nữa này. Cái nước riêu nó đậm ha. Đó. Thơm lắm nha quý vị. Rồi, bây giờ xuống mắt sẽ đảo đều lên này. Đó. Thơm quá. Chất lượng nào quý vị ha. Nấm rất nhiều luôn. Chả nữa này. Đó, quý vị thấy không? Rồi, qua bên này là cái dĩa rau. Đây là cái rau ăn kèm món bún riêu ha. Rau xà lách này, rau quế này, hoa chuối này. Đó. Rồi ớt chanh. Ngoài ra thì sẽ bắt thưởng thức thêm cái món nấm súp bánh đa này. Đó, nấm súp bánh đa rất là đẹp ha. Ở đây á, món chế biến nóng nha. Khách vào gọi mới làm
và cái bánh đa này khách vào gọi mới nướng nha quý vị các bạn nha, chứ không có nướng sẵn, khách vào gọi bắt đầu nướng sống luôn, rất là hay. Cho nên là khách hàng ở đây rất là ưa thích và quán cũng rất là đông nha, siêu áp luôn quý vị các bạn. Rồi bây giờ Sonax mời cô chú anh chị gia đình mình cùng Sonax trải nghiệm những cái món chay. Ngày hôm nay mình ghé qua quán chay Thiên An quý vị các bạn nha. Thơm quá, khá là đói bụng rồi quý vị. Rồi nặn miếng chanh lên luôn nha. Nặn chanh trước đi. Đó. Nặn miếng chanh vô. Cho miếng ớt vô luôn ha. Đó, nhiều ớt xíu cho ngon. Rồi. Rau thì xuống bắt cho vô luôn ha. Đó, một cái phần rau cho một người ăn quý vị các bạn. Wow. Hấp dẫn chưa? Đó. Cho hết luôn. Quá đã. Nhiều rau mới ngon nha quý vị. Nó thơm mà. Hai món ngày hôm nay của mình thấy thì món nào cũng hấp dẫn luôn. Đào đều lên chút xíu nè. Wow, thơm phức. Thử miếng nước trước nha. Mình nghĩ là mọi người tới đây ăn chay á, chắc không chê được quán đâu quý vị bạn ạ. Ngon, cái nước đậm đà quá. Mọi người đang ngồi ăn rất là đông. Hút cái nước thôi là biết là món này ngon như thế nào rồi. Quá ngon. Riêu nè. Ngon quá. Tập trung ăn nè quý vị, quá ngon. Nấm bào ngư ngon. Cái nấm bào ngư kết hợp với cái món bún riêu này cũng hợp quý vị, hợp lý luôn. Còn nấm kim châm nữa nè. Nấm kim châm đã chưa. Wow. Nóng. Đậu hũ. Mình thích ăn cái phần riêu không á, nó béo, nó thơm. Ngon quá. Ngon quá. Thử miếng chả nha. Ngon thiệt. Trong cái tô bún riêu này của mình nữa quý vị các bạn, mình nghĩ là cái phần nước súp này ngon này,
rồi nấm bào ngư sao cũng ngon này, riêu cũng ngon, rồi nấm kim châm, những cái nguyên liệu này nó kết hợp lại nó tạo thành một cái món bún riêu nó khá lạ miệng, ngon. Quý vị tới ăn thử đi, ngon lắm. Mình nghĩ cũng đúng thôi, không đơn giản mà quán đông vậy đâu quý vị. Ngon quá. Ăn miếng ớt. Ok. Ơ ôi dạ. Ngon. Không biết nói sao. Tất cả các nguyên liệu đều ngon nhé. Tất cả các nguyên liệu đều ngon. Chả thơm nè. Đậu hũ ngon nè. Riêu cũng ngon nè. Nấm cũng ngon nè. Tất cả nguyên liệu đều ngon, nó quyện lại. Và đặc biệt là cái nước. Cái nước ở đây nó không có kiểu như là nước loãng của các bạn, nước nó sệt sệt đấy. Nước nó sệt sệt đấy. Nhưng mà ngon. Đậm đà. Một tô này ăn no bụng luôn á. Một tô nhiều, bự. Các bạn ơi. Ngon quá. Rồi, ăn thử cái nấm súp bánh đa nha. Nấm súp bánh đa cũng rất là thơm. Ăn thử bánh đa trước nè. Giòn phú luôn bà con ơi. Ăn tô bún riêu ngon quá, no. Bánh đa đây là nướng nóng nha, nướng nóng. Nướng từng cái một và nướng nóng. Cho nên là nó giữ được cái độ thơm của cái hạt mè. Quá ngon. Xúc thử miếng bánh quay ra miếng nấm nè. Ở đây là nấm thập cẩm. Nấm thập cẩm băm nhuyễn ra. Xong rồi làm ra nấm súp bánh đa. Quý vị ơi, ở đây quý vị có thể đặt tiệc chay được nha. Đặt tiệc chay được, ở đây là nhận nấu tiệc chay. Mà cái món này đặt mà ăn khai vị á, tuyệt vời luôn. Ngon. Món thay đổi theo ngày luôn nha. Thay đổi theo ngày. Cơm bên phòng á, thay đổi theo ngày luôn. Còn những cái món này là cố định nè. Nhưng mà menu thì cũng bổ sung thường xuyên. Ngon. Cái bánh đa ở đây á, nó không quá dày. Đó, nó không quá dày nha. Anh nó không có cảm giác nào quá cứng đâu. Giòn, mềm, thơm. Thơm với hạt mè. Tuyệt vời, món này. Ê quý vị. Đó. Nó không lấy nét à. Ngày hôm nay thì số bác rất là vui khi mà ghé qua quán chay Thiên An để thưởng thức đồ chay, những cái món chay rất là ngon như thế này quý vị các bạn, để chia sẻ tới quý vị các bạn. Và cái câu chuyện của cặp đôi vợ chồng học ngành y dược, quyết tâm mở quán chay theo cái ước nguyện của người mẹ đã mất của mình. Và cũng rất là bất ngờ khi mà hai anh chị mở quán chay tới nay cũng được cả 3 năm và quán rất là đông khách và bão áp luôn quý vị các bạn. Xuân Mắc nghĩ thì những món chay như thế này thì mọi người tới ăn thì chắc chắn sẽ đón nhận thôi. Quý cô chú anh chị nào đã thưởng thức đồ chay ở đây rồi thì có thể bình luận bên dưới video
để xem là cả nhà mình đánh giá món chay ở đây như thế nào. Riêng Xuân Mắc thì có một cái bữa trưa rất là ngon miệng và tuyệt vời khi mà ghé vào đây. Nếu mà có dịp nữa quay trở lại thì Xuân Mắc sẽ quay nhiều món hơn và thưởng thức thêm nhiều món chay khác nhau chia sẻ tới quý vị các bạn nha. Hôm nay thì do anh chị cũng khá là bận, mình cũng đi khá trễ, cho nên là không có thời gian trò chuyện nhiều về cái câu chuyện mà Xuân Mắc chia sẻ tới quý vị. Thì hẹn quý vị các bạn tập sau. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn mình chia sẻ tiếp thì mình sẽ quay trở lại và chia sẻ cái câu chuyện của cặp vợ chồng học y mở quán chay là như thế nào quý vị các bạn nhé. Ở đoạn đầu clip á, Xuân Mắc có chia sẻ tới quý vị thì hôm nay mình cũng nhận được một cái tin vui. Có một cô khán giả coi trên kênh của mình, cô ở bên Mỹ và coi rất là thường xuyên trên kênh của mình từ những ngày đầu mới thành lập. Và cô biết là cái mong muốn của Xuân Mắc muốn mở một quán, mở một kênh YouTube về thiện nguyện. Thì nhân đây thì Xuân Mắc cũng cảm ơn cô đã gửi cái số tiền $200 về cho con để có cái động lực thực hiện những cái video hoài bão của mình về cái nội dung thiện nguyện. Cái nội dung thiện nguyện đó quý vị các bạn, thì Xuân Mắc quay thì cũng hy vọng là cô chú anh chị sẽ đón xem, theo dõi kênh, ủng hộ kênh để cái kênh càng ngày càng phát triển. Thì kênh phát triển, Xuân Mắc sẽ có được những cái nguồn thu từ YouTube và mình sẽ trích những cái tiền nguồn thu từ YouTube ra và mình tiếp tục những cái hành trình chuyến xe không đồng. Thì cũng mong là quý cô chú anh chị có thể ủng hộ kênh của mình ha. Cũng có thể là Xuân Mắc sẽ tạo một kênh mới chuyên về thiện nguyện, và cũng có thể là Xuân Mắc sẽ đăng song song hai nội dung, có nghĩa là hai trên hai kênh luôn. Thì một thời gian nữa kênh kia, kênh thiện nguyện ổn định đó, thì mình sẽ làm chuyên về chủ đề thiện nguyện, còn cái kênh này vẫn chuyên về review và chia sẻ ẩm thực chay cũng như là những câu chuyện của những người bán đồ chay. Rồi thôi, Xuân Mắc xin phép được kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video tới giờ phút này. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ thì Xuân Mắc xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ ăn tiếp quý vị, ăn cho xong. Rất là ngon, ngon miệng. Xuân Mắc nghĩ mọi người tới ăn thì không có chê được đâu, ngon. Mình thì rất là dễ ăn á, nhưng mà mình ăn mình thấy ngon miệng quá. Huh.